Từ tháng 10 thì nhiều tỉnh thành trên cả nước xuất hiện những thương lái nhỏ chở hàng loạt các cây táo bonsai đi bán từ giá 100.000 đồng. Cây táo dâm bụt có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy dáng và kích thước. Không chỉ qua mắt được những người chơi thông thường mà còn lừa được cả một số người buôn cây cảnh vì nhìn bên ngoài thì cả trái và lá cây đều tươi tốt để gần một tháng trái cũng không héo đặc điểm dễ nhận biết nhất của hai loại cây là lá lá cây táo thuộc họ lá rộng như đại đa số những loại lá cây khác hình bầu dục còn lá của cây dâm bụt có nhiều răng cưa trên phiến lá có những lá chia ra thành ba chĩa như lá phong đặc điểm dễ nhận biết nhất của hai loại cây là lá nên quý vị cần cẩn thận khi chúng ta lựa chọn mua những loại cây táo cảnh nếu như mà loại lá có răng cưa thì đó là cây táo giả ừ, họ sẽ cắm quả táo trên cái lá của cây dâm bụt và chắc chắn rằng khi mà mọi người mua và để trong một thời gian dài thì quả sẽ bị héo héo đi và rụng xuống không như những cây táo thật và cái giá thành của nó thì cũng cao hơn rất là nhiều so với những cây táo giả